Xin chào, một năm qua của chúng ta như thế nào? Có phải chúng ta đã có 365 ngày sống trọn vẹn với đam mê, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với niềm tự hào và với quyết tâm cùng nhau xây nên những công trình mang dấu ấn rất Recoms? Phải chăng chúng ta có rất nhiều câu chuyện muốn chia sẻ cùng nhau, những câu chuyện đầy cảm xúc mà ở đó có cả niềm vui, đôi khi là sự trăn trở hoặc thậm chí là nỗi buồn? Chúng ta chắc chắn muốn có một dịp để anh em Recon Bắc Trung Nam đứng cạnh nhau, khoác vai nhau, siết tay nhau với lời hứa sẽ mãi sát cánh cùng nhau và đi tiếp. Chỉ vài ngày nữa thôi, anh em ta sẽ có dịp hội tụ, cùng nhau nhìn lại 365 ngày đầy cảm xúc đó.